Zombie Apocalypse. Xuống xe xem cười được chưa nào ông ngoại ơi, xem em cười được chưa nào hả? Ôi trời, say xe à? Đi à? Bây giờ đi về đâu con? Đi về đâu nhỉ? Thả rồi. Hôm nay đi về bà nội đây này, lâu nay là ở trên ngoại, hôm nay được về bà nội thích lắm. Ôi trời ơi, đi thôi. Hôm nay được về bà nội thích quá. Hôm nay này bố mẹ này ông bà này đưa em về bà nội đây này. Bà nội với ông nội đi làm rồi đấy nhỉ? Không hiểu được về thì với chị Thu với anh Bùn. Ôi giời, thích quá đi ta. Ôi giời, thích quá đi ta. Say xe, ngồi trên xe thì say. Say xe. Say xe là nôn hết. Nôn hết là. Cả nhà thấy không? Khi mà bảo là nằm ra ơi. Nằm ra để cho em ngủ đi. Thế là bảo là không sao đâu, nó bảo thế. Chào bác. Chào bà. Không sao đâu, một chút nữa là nằm là lên là cái mặt buồn ạ. À. Biết ngay là nôn hết. Xuống xe cái là tỉnh như sáo. Ai? Mẹ ạ. Có đeo khẩu trang cho em đi. Ôi buồn quá. Buồn quá thôi. Anh Buồn với chị Su bị Covid rồi. Thôi đừng buồn nữa. Buồn quá thôi. Về anh với chị với bà nội bị Covid rồi, làm sao vô được. Ông ngoại đeo khẩu trang qua đi. Ông ngoại đeo khẩu trang không? Làm sao? Tức là giữa hôm qua về mà lại không điện trước cho bà. Tớ bà bị Covid à? À ôi, thấy chưa, buồn chưa? Anh Buồn với chị Su bị Covid từ kia kìa. Đó, ôi em thích lắm bà ơi, trên xe thì say xe mà đến lúc mà xuống xe cái là tỉnh như sáo, là cười, là chạy tăng tăng, là về với anh Buồn với chị Su. Ôi, trời, đang nói anh Buồn nhưng mà anh Buồn đang bị Covid rồi con. Thương lắm đi thôi. Anh Buồn với chị Su bị Covid rồi, không vô được. Đó, anh Buồn với chị Su bị Covid đang ngồi đó, thấy chưa? Chị Su bị Covid rồi. À, đi xuống, trời ơi, đang đòi đi xuống, làm giang quan thôi, không xuống được. Anh Buồn với chị Su bị Covid rồi, bà nội cũng bị Covid rồi con. Thương lắm, đang đòi xuống để chơi mà bây giờ xuống lại gặp như thế lại đánh được vô rồi đây này. Buồn rồi, thôi ta lại đi đây con. Đây, ôi ơi này, ra nhìn em một tí đi con. À, đeo khẩu trang vào. Trời ơi, thương ông này. Ngộ thân cả. Ôi trời ơi, bà ấy thích lắm. Ôi trời, bà bé thế. Rồi, bà đang ốm mà con. Đó, chị Su nữa đây này, thương lắm đi thôi. Đó. Ôi. Ôi chị Su à, chị Su đang ốm mà. Sờ chân em thôi, không thơm được nhỉ. Đấy, đang đòi ôi. Ôi con không xuống được con, đang chị Su ốm rồi. Rồi. Đó. Thôi thế thì để hôm sau mà khỏi với chị Su khỏi thì ra về nhá con nhá. Đi thôi con. Ô thân.
Đó, anh Bun cũng bị đó, cả nhà bị Covid, tới cuối cùng là em không được chơi rồi. Thôi thế ta đi này, đi nè, ta đi thành phố chơi đi. À đi cho em chơi đu, đi đi chơi đu quay thôi đi. Bye bye đi con. Không, em muốn chơi, em muốn về chơi với chị Su. Khổ thân. Thương lắm đi thôi, hứng thú đi. Nào, ta đi đi. Bye bye bà nội đi, bà nội ơi. Đây bà ơi. Đây em đi để đây. Chị Su ơi, hôm sau em về với chị Su nhá. Thương lắm như thế về và chị em anh em để gặp nhau mà đã bị bệnh như thế này rồi. Bố ơi thôi đi nào. Bye bye bà nội đi đấy, đi đi con. Ôi không, không muốn, đang còn muốn xuống chơi khóc. À, thôi bye Su nhá. Hôm sau là bà dần này đem bố xuống nhá. Ừ, giỏi lắm. Thôi bà ơi, tôi đi đấy nhá. Đó, đi xuống đi thăm ông bà đó mà bị Covid cả nhà rồi đó. Ơi đi thôi, đi. Thương lắm. Thương, buồn, cổ thân quá. Cổ thân em quá. Thôi đi anh ơi. Anh ở Hà Nội mà, anh Hà Nội đi được là Hồ Chí Minh. Ở đấy đó đó con. Rồi đi về là ta đi thành phố chơi thôi con nhà. Say xe đây này về được đây là mừng lắm này, được vô chơi với bà nội với anh chị mà cuối cùng là lại bị Covid để không được vô. Rồi Su giỏi ở nhà ngoan ngoan với bà nội nhá. Thương lắm đi thôi. Ôi ôi bà ơi, lên xe thì nôn mà đến lúc mà xuống đến đây cái là bố vô là trèo xuống để đi bộ chứ không không mượn bế. Ôi, à bố lại đi xe về chị Su. Thôi bye bye bà đi, hôn môi xa bà cái để đi con. Ôi thương ngông ạ. Rồi thôi đi bà ơi, thôi đi bà nhá. Dạ. Dạ. Thương lắm đi thôi, về đi thăm bà mà bị. Thế tại hôm qua sáng về mà lại không điện cho bà trước. Hà Khánh Ly, không điện cho bà trước. À, hay là xuống đó chơi đi. Hay là ta đi đường đó, xuống đó chơi.